Xin chào các bạn, lâu lâu mới ngoi lên review một món đồ rất cần thiết trong mùa đông ở Nhật cho các mẹ bầu và các mẹ nuôi con ở Nhật. Video của mình gồm hai phần. Phần đầu tiên là các loại máy tạo ẩm trong gia đình, tại vì nó có khoảng 4 nhóm máy khác nhau. Các bạn xem để biết xem là mình đang mua máy này thì có lợi và có nhược điểm như thế nào. Phần thứ hai, mình sẽ giới thiệu cái máy mà nhà mình đang dùng. Đây là một hãng rất là khổ thân trong 2 năm vừa qua, tại vì tên của nó trùng với cái con Corona. Nói về các loại máy tạo ẩm trong gia đình thì nhóm đầu tiên là nhóm dùng nước sôi bốc hơi để tạo ẩm. Ưu điểm của nó đó là nó vệ sinh, tại vì nó là dùng nước sôi cho nên là cái việc liên quan đến vi khuẩn là chúng ta sẽ không phải lo, và nó sẽ làm cho không khí trong phòng ấm lên rất là nhanh, tại vì nó dùng nước sôi mà. Thế nhưng sẽ có những nhược điểm, đó là nó nóng, có khả năng gây bỏng nếu chúng ta không cẩn thận. Nhất là nhà có trẻ con thì chúng ta không nên mua loại này. Và thứ hai, nó ngốn khá là nhiều điện, tại vì nguyên lý của nó là cần đun nước nóng để tạo hơi ẩm. Thì một tháng người ta tính gọi là đại khái thôi thì khoảng 2 sen tư nếu dùng máy này 10 tiếng một ngày trong vòng 30 ngày một tháng. Tên tiếng Nhật của nó ở đây, nên khi mua máy các bạn lưu ý là xem máy đấy thuộc nhóm này hay không nhé. Nhóm thứ hai mình nghĩ là rất là phổ biến mà thường chúng ta hay mua, chính là loại dùng sóng siêu âm, tức là nó rung làm cho cái hơi nước đấy tạo thành những cái hạt sương để phun ra để tạo ẩm. Ưu điểm của nó đó là nó rất là rẻ, tiêu hao ít điện này, nó lại còn có thiết kế rất là đẹp, rất là bắt mắt nữa, và nó khá là yên tĩnh, không có tiếng ồn gì cả. Nó rẻ và nó đẹp, nhưng mà nó có nhược điểm lớn nhất, đó là vấn đề liên quan đến vi khuẩn tích tụ trong cái bình đó, và khi chúng ta phun cái hơi sương này ra, vi khuẩn sẽ lan trong không khí. Nếu mà ai đã dùng cái máy này thì cần phải thật sự lưu ý đến vấn đề vệ sinh máy này thường xuyên. Loại thứ ba chính là loại dùng quạt để thổi hơi nước để tạo ẩm. Nó sẽ có ưu điểm đó là nó hao tổn rất là ít điện và cũng không gây nguy hiểm gì cả, tại vì không có nhiệt nóng. Thế nhưng nhược điểm của nó đó là cái khả năng tạo ẩm có thể hơi chậm, hơi yếu, và đặc biệt cái nhược điểm lớn nhất đó là nó dùng quạt để nó thổi cái hơi nước để nó bốc hơi tạo ẩm ấy, cho nên là đôi khi nó làm cho căn phòng của chúng ta trở nên rất là lạnh. Khi mà đứng gần cái máy đó thì cực kỳ lạnh luôn. Còn thêm một nhược điểm nữa, đó là nó dùng cái lớp mút, một cái lớp bông ấy, để ngấm cho nước thấm ướt vào đó, sau đó cũng quạt qua cái lớp bông đó để tạo ẩm. Cho nên là cái lớp lưới lọc ấy, bằng bông ấy, mà ẩm ướt ấy, chúng ta phải vệ sinh thường xuyên. Tại vì nếu không vệ sinh thường xuyên thì có thể sinh sôi vi khuẩn trong đó, và nó lại quạt cái hơi ẩm có chứa vi khuẩn ra ngoài không khí. Nhóm thứ tư chính là cái nhóm mà nó điều chỉnh cái ưu và nhược điểm của các nhóm bên trên để nó kết hợp lại với nhau. Và nó sẽ chia làm hai nhóm nhỏ. Nhóm đầu tiên là dùng quạt gió ấm để thổi hơi nước qua một cái lưới lọc để tạo ẩm. Như vậy là đồng thời làm căn phòng ấm lên nhanh chóng và cũng tạo ẩm một cách an toàn. Thì nhà mình là đang dùng cái loại này. Nhóm thứ hai là cái nhóm mà dùng nước nóng kết hợp với cái tính năng rung sóng âm để tạo ra hơi nước trong phòng. Thì ưu điểm chung của cái nhóm thứ tư này này, đó là nó làm cho không khí ấm nhanh này và lại an toàn hơn. Thế nhưng mà nhược điểm của nó thì đúng là nó cũng tiêu hao khá là nhiều điện. Tuy là nó chỉ tiêu hao giảm hơn so với cái loại mà dùng nhiệt trực tiếp ý, nhưng nó vẫn khá là cao, khoảng độ 900 yên đến 1.200 yên một tháng. Nhưng mà kiểu gì thì kiểu nó vẫn kết hợp cái loại lưới lọc và cái loại mà sóng âm bên trên ý, cho nên là vẫn liên quan đến vấn đề vệ sinh. Nên là kể cả dùng cái máy này, chúng ta vẫn phải thường xuyên vệ sinh cái lưới lọc cho nó. Tất nhiên là khi cái nhóm máy thuộc cái nhóm hybrid, nhóm light này này, thì người ta đã có những thiết kế đặc biệt hơn. Ví dụ như là nó làm cho cái lưới lọc có tính năng tự sấy khô chẳng hạn này, hoặc là có tính năng kháng khuẩn gì đấy, giúp chúng ta giảm cái tần suất phải rửa cái máy này hơn, và làm cho cái việc mà vi khuẩn ấy tăng sinh được hạn chế nhiều hơn so với các máy truyền thống. Thì chúng ta cần phải xem cái hướng dẫn của nhà sản xuất ấy, xem là cái lưới lọc này cần phải rửa với tần suất là bao nhiêu. Các hãng nào ấy mà càng có tính năng cao, càng làm cho cái máy nó vệ sinh sạch sẽ hơn ấy, thì cái số lần mà thay lưới lọc này, rửa lưới lọc nó sẽ càng ít. Mình nhớ là ngày xưa mình đã từng dùng một cái máy khác, nó to hơn cái máy này một chút, và chồng mình thường xuyên phải rửa cái lưới lọc đó, nó rất là vất vả. Nhưng mà từ khi chuyển sang cái máy này thì cái tần suất rửa cái lưới lọc nó giảm hơn hẳn. Và bây giờ mình sẽ review trực tiếp cái máy nhà mình đang dùng cho các bạn xem nhé. Đây, toàn thân cái máy nó như thế này. Thực ra nhìn như vậy nó không phải to lắm đâu. Đó, nó chỉ dài bằng con mèo này thôi này. Về tính năng thì nó có cái tay cầm khá là dễ sử dụng.
để nhấc di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, nó không có bánh xe. Và đây là cái nắp đậy, bên trong là cái bình nước như thế này. Cái bình này chứa được 4 lít thì phải. Nghiêm cấm dùng nước trên 40 độ. Cái bình này không được to lắm đâu, nó vừa vừa thế này thôi. Thực ra là nó to bằng cái con mập kìa. Này, mang ông chàng. Mang ông chàng. Bây giờ đổ thứ nước vào nhé. Nó có một cái quạt ở chỗ này này, nó quay tròn và nó sẽ làm nước nó thổi từ cái chỗ này bay ra. Thì nói là dùng nhiệt và dùng quạt thôi, nhưng mà cái gió của nó ấy, nó chỉ hơi man mát bằng nhiệt độ tay của mình thôi, không lạnh buốt như nước và cũng không nóng hẳn như là hơi nước đun sôi, nên đến gần thì cũng thấy là bình thường. Còn cái máy trước đây của mình ấy, đến gần nó là lạnh buốt luôn vì nó chỉ dùng quạt thôi. Bạn thấy tiếng ồn của nó cũng hơi nhiều đúng không? Có chế độ eco này, ấn eco thì nó sẽ quạt chậm hơn, tiếng ồn nó bớt hơn. Vào buổi đêm mình dùng chế độ eco này để mà tránh nó ồn ào khi ngủ. Nói chung là khi ngủ mà để ở phòng ngủ thì cái tiếng ồn của nó nghe cũng khá là rõ đấy. Nhưng mà để chế độ eco thì nó cũng yên tĩnh thôi, không có gì phải lo cả. Ngoài ra chúng ta có thể chọn chế độ là cho bật mạnh lên này. Đó, tiếng ồn nó to hẳn lên. To nữa. Hoặc là chế độ làm giảm âm, tức là làm cho nó yên tĩnh trở lại. Có nút child lock này, cái này rất là cần vì bọn trẻ con nó ấn liên tục. Cái nút này chúng ta ấn giữ 3 giây thì là nó sẽ khóa cái này lại. Bọn trẻ con nó sẽ không thể nào nó bấm linh tinh cái này được. Nếu không có cái nút child lock, tức là nút khóa an toàn này này, thì nó bấm loạn xạ cả lên. Ngoài ra trên cái phần này nó còn biển hiển thị là hiện tại độ ẩm trong nhà là bao nhiêu, đang khô 40%, 50%, 60% hay là ẩm quá. Nó không có chế độ tự điều chỉnh đâu, nó cứ tạo ẩm liên tục đến khi nào mà cái bình này nó hết nước thôi. Cái dòng mà chỉ dùng quạt không ấy, không có tính năng mà tạo nước ấm thêm một chút để cho nó nước nó đỡ lạnh ấy, thì nó chỉ khoảng 1 man thôi. Còn cái loại này là cái loại mà có làm nước ấm lên từ bên trong và quạt cái hơi ấm nhẹ nhẹ đấy ra thì nó đắt hơn một chút, là 1 man 4 nha. Ở đằng sau chúng ta mở cái này ra sẽ thấy cái lưới màu đen nó dính bụi, do là nó dùng quạt nó quay nó thổi mà sẽ hút cái bụi vào đây. Chúng ta có thể gỡ nó ra hoặc lấy cái chổi, cái bàn chải nhẹ chúng ta cạo cho hết cái bụi bẩn, cái lông nó bám vào đây là xong. Còn cái lưới mà mình nói là nó ngấm nước để nó quạt ra ấy, nó nằm ở đây này. Phải mở cái bình này ra này. Khó mở quá. Chắc là đang có nước nên không mở được ra. Tóm lại là mình mở từ bên trong cái chỗ này này. Đó, này. Có cái lưới màu xanh, một cái cục vải to màu xanh. Thì mình phải thường xuyên là rửa cái này đi. Rửa bằng nước sạch xong rồi sấy khô cho nó khô hẳn để nó sát khuẩn đi, phơi nắng đi rồi mới lắp vào đây chạy tiếp. Khi hướng dẫn sử dụng các bạn sẽ thấy là nó có tần suất thay như thế nào thì làm theo thôi.